Trong cuộc đột kích bệnh viện lớn Al-Shifa ở Gaza của Israel, chính quyền khu vực mới đây báo cáo hơn 400 người Palestine đã thiệt mạng. Liên quan đến đàm phán với Israel, Hamas vừa đưa ra 4 điều kiện quan trọng cho Tel Aviv. Trước thềm Israel chính thức tiến hành cuộc tấn công càn quét Rafah, Mỹ vừa đề xuất một bản phác thảo trước chiến dịch vào thành trì phía nam Gaza. Trở lại chảo lửa Đông Âu, Nga lần đầu tiên thả bom khủng nặng 1,5 tấn xuống Ukraine. Khoảnh khắc hệ thống pháo tự hành mới nhất của Nga bị Ukraine nghiền nát. Bên trong tên lửa tầm xa uy lực của Anh bị lực lượng Nga đánh chặn ở Ukraine có gì? Căng thẳng tăng cao, tướng NATO khẳng định chưa có dấu hiệu Nga tấn công liên minh nhưng cần phải làm một điều. Các tin tức đáng chú ý khác trên toàn cầu. Triều Tiên chuẩn bị phóng vệ tinh trinh sát mới. Trung Quốc, Nhật Bản đàm phán về việc xả nước thải của nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Mỹ sửa đổi các quy tắc hạn chế xuất khẩu chip và công cụ AI sang Trung Quốc. Thêm một cây cầu ở Mỹ bị tàu chở hàng đâm trúng. Tất cả sẽ có trong chương trình Thế giới hôm nay. Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay. Mở đầu chương trình là những tin tức mới nhất xoay quanh điểm nóng xung đột Trung Đông hiện nay. Văn phòng truyền thông ở Gaza vào cuối tuần qua đưa tin, lực lượng Israel đã làm thiệt mạng hơn 400 người Palestine và phá hủy hơn 1.050 ngôi nhà trong cuộc đột kích kéo dài 13 ngày tại bệnh viện Al-Shifa ở thành phố Gaza. Văn phòng cho biết lực lượng Israel đã giam giữ hàng trăm bệnh nhân, những người sơ tán và nhân viên y tế trong và xung quanh bệnh viện. Tuyên bố cũng nhấn mạnh tình hình thảm khốc của 107 bệnh nhân và 60 nhân viên chăm sóc sức khỏe đang bị mắc kẹt trong bệnh viện và đang đối mặt với việc không có nước, thuốc men, thực phẩm hoặc điện. Văn phòng cũng cáo buộc Israel cản trở quá trình sơ tán bệnh nhân của các tổ chức quốc tế, khiến tính mạng của họ gặp nguy hiểm. Chính quyền Gaza đã kêu gọi chính quyền Mỹ, cộng đồng quốc tế và một số quốc gia châu Âu chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc tham gia vào cuộc diệt chủng và thanh lọc sắc tộc do quân đội Israel thực hiện ở dải Gaza. Ngoài ra cũng kêu gọi hành động để ngăn chặn các cuộc tấn công vào bệnh viện ở Gaza. Anadolu đưa tin các nhóm kháng chiến Palestine bao gồm Hamas và nhóm Hồi giáo Jihad vừa qua cho biết rằng có 4 điều kiện quan trọng cần phải được đáp ứng để cuộc đàm phán với Israel có thể thành công. Người đứng đầu Bộ Chính trị Hamas, Ismail Haniyeh và một phái đoàn do Tổng thư ký nhóm Hồi giáo Jihad, Ziyad el-Nakala dẫn đầu đã gặp nhau tại thủ đô Tehran của Iran. Hamas cho biết trong một tuyên bố mới đây rằng, để các cuộc đàm phán với Israel gián tiếp thành công, nước này phải ngừng hoàn toàn các cuộc tấn công ở Gaza, rút lực lượng chiếm đóng và không làm gián đoạn viện trợ. Tuyên bố cũng kêu gọi cộng đồng Hồi giáo thể hiện sự tức giận trước các vụ tấn công ngày càng tăng của Israel và phản đối thông qua các cách thức hợp pháp. Hamas cũng bác bỏ mọi kế hoạch nhằm thay đổi tình hình ở Gaza trái với ý muốn của người dân. Phái đoàn Israel dẫn đầu bởi Giám đốc Cơ quan Tình báo Moses David Barnea đã đến Doha, thủ đô của Qatar, vào ngày 18 tháng 3 để thực hiện đàm phán về việc thả tù nhân ở Gaza. Truyền thông Israel thông báo các bên đã tiến hành đàm phán ngay khi phái đoàn của Israel đến Doha. Kênh Channel 12 của Israel cho biết các cuộc đàm phán dự kiến sẽ kéo dài 2 tuần. Nhưng vào ngày 26 tháng 3, Israel tuyên bố đã triệu hồi nhóm đàm phán từ Qatar về nước với lý do cho rằng Hamas đã đưa ra những yêu cầu cực đoan, bao gồm chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến ở Gaza và rút hoàn toàn quân đội Israel ra khỏi khu vực. AFP đưa tin, Israel mới đây đã phản bác một báo cáo của Liên Hợp Quốc có nội dung cảnh báo về nạn đói sắp xảy ra ở Gaza, nhấn mạnh đánh giá này thiếu chính xác và trích dẫn các nguồn tin không đáng tin cậy. Báo cáo được công bố vào tuần trước đã khiến quốc tế thêm lo ngại khi thông tin rằng một nửa dân số của Gaza đang đói đến mức thảm họa và dự báo nguy cơ nạn đói có thể ập đến khu vực phía bắc lãnh thổ đang bị chiến tranh tàn phá của người Palestine. Dựa theo hệ thống phân loại giai đoạn an ninh lương thực tích hợp IPC, Liên Hợp Quốc ước tính một nửa dân số của Gaza, tức khoảng 1,1 triệu người, đang đối mặt với những điều kiện tồi tệ. Theo đó, người đứng đầu chương trình nhân đạo Liên Hợp Quốc Martin Griffiths đã kêu gọi Israel cho phép tự do tiếp cận nhân đạo ở Gaza. COGAT, cơ quan chịu trách nhiệm về các vấn đề dân sự của người Palestine thuộc Bộ Quốc phòng Israel cho biết, Israel thừa nhận những tác động không mong muốn của cuộc chiến đối với dân thường ở Gaza.
Tuy nhiên, cô gắt nhấn mạnh, nước này không đảm nhiệm phân phối lương thực ở Gaza và cáo buộc các cơ quan của Liên Hợp Quốc không thể xử lý hiệu quả số lượng viện trợ được vận chuyển vào Gaza hàng ngày. Theo cơ quan Israel, ở bất kỳ thời điểm nào, có hàng trăm xe tải bị mắc kẹt tại cửa khẩu Kerem Shalom sau khi được phía Israel cho phép thông quan. Cô gắt cũng đặt câu hỏi về tính chính xác của số liệu được nêu trong báo cáo rằng, trước chiến tranh, trung bình mỗi ngày có 150 xe tải thực phẩm đến Gaza so với chỉ 60 chiếc kể từ khi xung đột bùng phát. Israel phản bác thông tin này, khẳng định trước xung đột, con số trên chỉ rơi vào khoảng 70 xe. Tel Aviv khẳng định họ không đặt ra bất kỳ giới hạn nào đối với số lượng viện trợ nhân đạo có thể vào Gaza. Mặt khác, cô gắt chỉ trích Liên Hợp Quốc vì sử dụng số liệu thương vong từ cơ quan y tế Gaza do Hamas điều hành để tiến hành đánh giá, cho rằng việc cung cấp thông tin sai lệch giúp nhóm chiến binh này đạt được lợi ích chiến lược. Số người chết do cơ quan y tế Gaza cung cấp đã được các phương tiện truyền thông, các nhóm nhân đạo và Liên Hợp Quốc trích dẫn rộng rãi. Một số chuyên gia cho rằng con số này hoàn toàn thấp hơn so với mức thực tế, thay vì bị cường điệu hóa. Theo báo cáo của Can News vào cuối tuần qua, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ tướng Caleb Brown đã đề xuất cho Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel Hezi Halisi một bản phác thảo về chiến dịch quân sự của Israel ở Rafah. Ông Brown nói với người đồng cấp Israel rằng Mỹ không muốn chứng kiến hàng nghìn thường dân thiệt mạng ở Rafah. Theo Can News, đề xuất bao gồm việc đóng cửa biên giới Rafah với Ai Cập. Ngoài ra, Mỹ đề xuất rằng Rafah nên được cách ly với các khu vực khác của dải Gaza và lực lượng Israel nên thực hiện các chiến dịch có mục tiêu trong các khu vực cụ thể dựa trên thông tin tình báo. Theo Khan, Mỹ đã bày tỏ sự thất vọng đối với Israel vì đã không chuẩn bị kế hoạch cho dải Gaza giai đoạn sau chiến tranh. Báo cáo lưu ý rằng hai chỉ huy quân đội đã thảo luận về vấn đề này trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Joe Gallant tới Washington vào tuần trước. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller mới đây đã bác bỏ những cáo buộc của Liên Hợp Quốc về nạn diệt chủng ở dải Gaza, thông tin được Anadolu đăng tải. Ông Miller đã bình luận về báo cáo được công bố trong tuần qua bởi báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về Palestine, Francesca Albanese. Trong bài báo cáo, bà Albanese cho biết các hành động của Israel nhằm vào người Palestine ở Gaza đã vượt qua ngưỡng diệt chủng. Ông Miller cho biết Washington hoàn toàn ủng hộ Tel Aviv về vấn đề này và không tham gia thảo luận về các tội ác chiến tranh mà Israel đang bị cáo buộc. Ông Miller cũng cáo buộc bà Albanese đưa ra những tuyên bố chống Do Thái. Ông nói thêm, chúng ta đã nói rõ rằng những cáo buộc diệt chủng không có cơ sở, nhưng đồng thời chúng tôi cũng quan tâm sâu sắc đến số lượng thương vong dân sự ở Gaza. Và đó là lý do tại sao chúng tôi gây áp lực lên chính phủ Israel nhiều lần để giảm thiểu thương vong dân sự ở đó. Trước đó, bà Albanese đã tổ chức một cuộc họp báo tại văn phòng Geneva của Liên Hợp Quốc để báo cáo về các cuộc tấn công của Israel vào Gaza. Bà nói, báo cáo đã đưa ra những lý do thuyết phục minh chứng cho việc Israel đã vượt qua ngưỡng diệt chủng đối với người Palestine ở dải Gaza. Bà cũng cáo buộc các binh sĩ và quan chức Israel bóp méo các quy tắc pháp lý bằng cách tham gia tiến hành bạo lực, diệt chủng và cố gắng tiêu diệt người Palestine. Công dân Israel bị bắt cùng chiếc túi chứa 6 khẩu súng và 200 viên đạn. Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Zarizuddin Hussein nói với báo chí, người này đã đến sân bay quốc tế Kuala Lumpur từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào ngày 12 tháng 3 và nhập cảnh thuận lợi bằng hộ chiếu Pháp giả. Theo vị quan chức, đối tượng đã giao nộp hộ chiếu Israel trong quá trình bị thẩm vấn, đồng thời khai nhận rằng anh ta đã đặt mua vũ khí sau khi đến Malaysia và thanh toán bằng tiền điện tử. Chính phủ Israel chưa bình luận về thông tin. Israel và Malaysia không có mối quan hệ ngoại giao. Các nhà điều tra không loại trừ người đàn ông có thể là sát thủ của tình báo Israel và là thành viên của một đường dây gián điệp rộng lớn hơn, mặc dù đối tượng khai rằng anh ta đến Malaysia để sát hại một đồng hương do tranh chấp gia đình. Tổng thanh tra Razaduddin Hussein nói, chúng tôi không hoàn toàn tin vào câu chuyện này vì chúng tôi nghi ngờ động cơ của nghi phạm còn ẩn chứa nhiều lý do khác. Lưu ý thêm rằng đối tượng đã lưu trú tại một số khách sạn khi ở Malaysia. Trong khi đó, ba người bị tình nghi cung cấp vũ khí và làm tài xế cho sát thủ Israel đều là công dân Malaysia. Trong đó có một cặp vợ chồng, họ sẽ bị tạm giam 7 ngày để phục vụ công tác điều tra. Tổng thanh tra Hussein tiết lộ thêm, cảnh sát đã phát hiện một khẩu súng lục trong xe ô tô của đôi vợ chồng. Nhà chức trách Malaysia đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ sau vụ bắt giữ công dân Israel, tiến hành tăng cường an ninh cho quốc vương Sandi Betugat Argon, thủ tướng Anwar Ibrahim và các nhân vật cấp cao khác. Malaysia, quốc gia có đa số là người Hồi giáo, luôn ủng hộ mạnh mẽ người Palestine và đã lên án Israel về cuộc chiến ở Gaza. Theo Liên Hợp Quốc, quốc gia Đông Nam Á này hiện là nơi trú ẩn của khoảng 600 người tị nạn Palestine.
Tờ Al Jazeera đưa tin đảng chính trị lâu đời nhất của Malaysia là đảng Dân tộc Mã Lai Thống Nhất UNMO vừa qua tuyên bố quyên góp 1 triệu ringgit, tương đương hơn 210.000 đô la Mỹ cho người Palestine ở Gaza. Là một phần trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Anwar Ibrahim, đảng Dân tộc Mã Lai Thống Nhất cho biết, khoản quyên góp sẽ được chuyển thông qua Hội đồng Tư vấn thuộc các tổ chức Hồi giáo phi lợi nhuận. Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi hy vọng số tiền này sẽ giúp ích cho người Palestine trong tháng Ramadan linh thiêng của Hồi giáo. Ông bày tỏ trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng, hiện nay, trên các phương tiện truyền thông, chúng ta có thể thấy anh chị em người Palestine của chúng ta đang phải trải qua những đau khổ và khó khăn cùng cực do quân đội theo chủ nghĩa Do Thái gây ra. Ông đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đóng góp, đặc biệt là các thành viên đảng Dân tộc Mã Lai Thống Nhất vì khoản quyên góp. Theo báo cáo của Nga trên Telegram vào cuối tuần qua, lực lượng Nga đã lần đầu tiên thả bom ODAPO-1500 xuống thị trấn Velika Pravitska ở tỉnh Sumy của Ukraine. Sau khi thả ODAPO-1500, một đám mây khói cuồn cuộn đã bốc lên với độ cao 1 km. ODAB hay bom hàng không kích nổ là một quả bom có từ thời Liên Xô. Trước khi chạm đất khoảng 10 mét, quả bom này sẽ giải phóng một chất lỏng và sẽ phát nổ khi tiếp xúc mặt đất. Những quả bom này được triển khai chủ yếu nhắm vào binh lính đối thủ cũng như xe bọc thép hạng nhẹ, mang lại hiệu ứng nổ tàn khốc. Bom ODAB có kích thước khác nhau, loại ODAB 500 sẽ tác động trong diện tích lên đến 300 mét vuông, trong khi đó ODAB 1500 tác động đến 500 mét vuông. Nga trước đó đã sử dụng những quả bom ODAB nhỏ hơn, dao động từ 170 đến 500 kg. Quả bom ODAB 1500 được Nga sử dụng để tấn công khu định cư dân sự này có trọng lượng 1,5 tấn. Chuyên gia quân sự Ukraine Oleksandr Kovalenko cho biết, Nga đã sử dụng loại bom này đầu tiên ở tỉnh Sumy. Ông Kovalenko nói, Nga đang khai thác bom hàng không của họ từ thời Liên Xô. Họ có thể sản xuất chúng bằng cách sử dụng phương pháp cũ. Tại tâm chấn của vụ nổ bom ODAB, áp suất tăng vọt lên 120 atmosphere. Ông nói những quả bom này gây ra một mối nguy hiểm cực độ, thậm chí vượt qua cả những quả bom FAB thông thường, loại bom thả đa năng do Liên Xô chế tạo. Newsweek đưa tin, nhà hoạt động xã hội Ukraine Serhiy Stemenko mới đây đã chia sẻ một đoạn video ghi lại khoảnh khắc lực lượng Ukraine phá hủy một trong những hệ thống pháo tự hành mới nhất của Nga. Trên Telegram, ông Stanenko cho biết súng tự hành mới nhất 2S40 Floss của Nga 2 đã bị phá hủy. 2S40 Floss là một hệ thống súng cối 120mm tự hành có bánh xe được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ bắn vào các mục tiêu đứng yên và chuyển động bằng đạn cối cũng như đạn có độ chính xác cao. Ông Stanenko cho biết các hệ thống pháo binh này đã bị phá hủy gần thành phố Basmut, nơi từng chứng kiến hàng loạt cuộc đụng độ khốc liệt nhất trong cuộc xung đột. Quân đội Ukraine thường xuyên công bố các video cho thấy lực lượng nước này đã phá hủy thiết bị của Nga. Vừa qua, Bộ Quốc phòng Ukraine cũng đã công bố đoạn phim cho thấy Abyu-6000 Smet-2, một hệ thống tên lửa chống tàu ngầm cỡ nòng 213mm của Liên Xô, bị nhắm mục tiêu. Bộ Quốc phòng cho biết, sau hoạt động của Lữ đoàn Pháo binh 45 và Lữ đoàn Không kích 80, hệ thống phóng tên lửa Abyu-6000 Smet-2 đã bị phá hủy. Trong bản cập nhật vào cuối tuần qua, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo Moscow đã mất 28 hệ thống pháo, 8 xe tăng, 27 xe bọc thép, 50 xe và bình nhiên liệu, 6 hệ thống phòng không và 5 tên lửa hành trình trong vòng một ngày. Thưa quý vị, Đài RT vừa qua đã đăng tải đoạn video quay lại cảnh một chuyên gia Nga đang tháo gỡ các bộ phận của tên lửa tầm xa Storm Shadow do Anh viện trợ cho Ukraine sau khi khí tài này đã bị lực lượng phòng không của Nga đánh chặn. Vương quốc Anh đã cung cấp hàng chục tên lửa hành trình Storm Shadow cho Ukraine sử dụng trong cuộc xung đột với Nga. Video dài 3 phút được truyền thông Nga đăng tải cho thấy một quả tên lửa loại này đang được kỹ thuật viên quân sự Nga tháo rời. Đoạn phim quay lại cận cảnh các bộ phận chính của khí tài Anh, bao gồm động cơ tên lửa. Tuy nhiên, một số chi tiết bị làm mờ và danh tính của kỹ thuật viên tháo vũ khí cũng không được tiết lộ. Theo RIA Novosti, người đàn ông này là một thành viên của nhóm chuyên gia kỹ thuật tên lửa. Họ nghiên cứu vũ khí phương Tây và thiết lập các biện pháp nhằm vô hiệu hóa chúng an toàn. Trong trường hợp của tên lửa Storm Shadow, việc tháo dỡ cung cấp cho quân đội Nga cái nhìn sâu sắc hơn về cách đánh chặn chúng một cách hiệu quả. Chuyên gia giải thích, các tên lửa liên tục được cải tiến, nhưng năng lực phòng không cũng ngày càng tiến bộ vì chúng tôi có thể nghiên cứu các thành phần cụ thể và cách thức hoạt động của chúng. Theo RIA Novosti, tên lửa Storm Shadow trong video có thể đã gặp sự cố do hệ thống tác chiến điện tử của Nga và rơi xuống đất.
The Moscow Times đưa tin thống đốc tỉnh Pengorod Yachilat Glankov vào cuối tuần qua cho biết 5.000 trẻ em đã được sơ tán khỏi khu vực sau nhiều tuần Pengorod bị Ukraine bắn phá. Chính quyền khu vực tuần trước cho biết 9.000 trẻ vị thành niên sẽ được chuyển đến các khu vực khác sau hàng loạt các cuộc pháo kích xuyên biên giới và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, khiến hơn một chục thường dân thiệt mạng. Ông Glankov nói hàng nghìn trẻ em đã được đưa ra khỏi khu vực. Hôm qua, 1.300 trẻ em đã được đưa đến St. Petersburg, Bryan và Makhachkala. Ông nói thêm, trẻ em ở lại và sống ở các thành phố gần biên giới, bao gồm cả thủ phủ của Pengorod, sẽ được chuyển sang học từ xa vào tháng tới. Ông cho biết các doanh nghiệp đã bị buộc phải đóng cửa do các cuộc tấn công. Pengorod đã nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra. Vào hôm 29 tháng 3, một chiếc máy bay không người lái của Ukraine đã đâm vào một tòa nhà chung cư nhiều tầng ở thành phố Pengorod, khiến một người đàn ông thiệt mạng và hai người khác bị thương. Newsweek đưa tin một cố vấn chính phủ Ukraine mới đây cho biết viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Kiev là điều cần thiết để ngăn cuộc chiến hiện tại biến thành cuộc đại chiến giữa Nga và phương Tây. Kiev đã nhiều lần cảnh báo rằng việc phương Tây viện trợ chậm trễ sẽ mang lại cho Nga lợi thế trên chiến trường. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng nói với tờ Washington Post rằng việc Quốc hội Mỹ giữ gói viện trợ quân sự trị giá 60 tỷ đô la Mỹ sẽ gây ra nhiều trở ngại. Ông Zelensky nói, không có sự hỗ trợ của Mỹ đồng nghĩa với việc Ukraine sẽ không có hệ thống phòng không, tên lửa Patriot hoặc thiết bị cần thiết cho chiến tranh điện tử, và cũng đồng nghĩa với việc lực lượng Kiev sẽ phải rút lui từng bước một. Ông nói thêm rằng, nếu Ukraine sụp đổ, Nga sẽ chia rẽ thế giới. Cố vấn nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko đã chia sẻ cuộc phỏng vấn của ông Zelensky trên mạng xã hội X và nói rằng, có vẻ như đại chiến chỉ mới bắt đầu, xung đột sẽ không chỉ giới hạn trong lãnh thổ của Ukraine. Rõ ràng là các nước phương Tây sẽ tham gia và Nga sẽ phải chiến đấu trên nhiều mặt trận. Ông Putin sẽ không dừng lại. Ông nói thêm, các nước phương Tây vẫn còn cơ hội để ngăn đại chiến xảy ra, còn rất ít thời gian để có thể thay đổi tiến trình lịch sử này. Các nhà lãnh đạo của các nước NATO như Ba Lan và Đan Mạch trước đó đã dự đoán rằng ông Putin sẽ tấn công liên minh trong vòng 3-5 năm tới. Viện nghiên cứu chiến tranh IFW cho biết, các chỉ số kinh tế và quân sự cho thấy Nga đang chuẩn bị cho cuộc chiến. Moscow đã nhiều lần bác bỏ khả năng Nga tiến hành cuộc xung đột trực tiếp với NATO. Theo thông tin từ Kiev Independent, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO Đô đốc Rob Bauer mới đây đã nói với các phóng viên rằng hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy Nga đang lên kế hoạch tấn công bất kỳ nước nào thành viên của NATO. Thay vào đó, cảnh cáo rằng liên minh phải chuẩn bị cho sự leo thang trong tương lai. Ông Bauer nói, không có dấu hiệu nào cho thấy Nga đang lên kế hoạch tấn công một trong những quốc gia NATO. Hiện tại chưa có mối đe dọa nào trực tiếp. Nhưng cùng lúc đó, ông cũng khẳng định mục tiêu của Nga vượt ra ngoài Ukraine. Chúng tôi biết điều đó, vì vậy toàn bộ liên minh cần phải chuẩn bị nhiều hơn. Những cảnh báo của ông Bauer được đưa ra khi một số nhà lãnh đạo phương Tây đã nói rằng một mối đe dọa bành trướng từ Nga có thể khiến Moscow tấn công NATO trong những năm tới. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết vào ngày 19 tháng 3 rằng Nga có thể tấn công NATO sớm nhất là vào năm 2026 hoặc 2027. Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lan Poulsen cũng đã đưa ra đánh giá tương tự. Ông ước tính rằng Nga có thể nhắm vào NATO trong vòng từ 3 cho đến 5 năm. Bất chấp những lo ngại về sự leo thang hơn nữa ở châu Âu, các thành viên NATO cũng đang e ngại rằng liên minh có thể sẽ thiếu hụt thiết bị và nhân lực để chuẩn bị cho cuộc chiến toàn diện. Viện nghiên cứu chiến tranh IFW có trụ sở tại Mỹ đã đánh giá vào ngày 20 tháng 3 rằng các chỉ số kinh tế và quân sự cho thấy Nga có thể đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh quy mô lớn với NATO và có thể sẽ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn hơn so với những gì một số nhà phân tích phương Tây ban đầu đã đặt ra. Theo đài RT, Bộ Quốc phòng Hà Lan tuyên bố trong tuần này, Amsterdam sẽ triển khai một hệ thống phòng không Patriot tới Litva, quốc gia đồng minh NATO giáp biên giới Nga để chuẩn bị cuộc tập trận phòng không chung vào mùa hè. Theo thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Hà Lan, cuộc tập trận kéo dài vài tuần là cần thiết để tăng cường phòng không ở sườn phía đông. Mục tiêu của cuộc tập trận là để kiểm tra khả năng của quân đội NATO trong việc nhanh chóng vận chuyển và triển khai hệ thống phòng không. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kaisa Odongren cho biết quyết định triển khai hệ thống do Mỹ sản xuất gần biên giới Nga góp phần nâng cao tính sẵn sàng của phòng không NATO. Litva hoan nghênh cuộc tập trận này, đồng thời lưu ý rằng Hà Lan sẽ huấn luyện triển khai các đơn vị phòng không mà không cần thông báo trước cùng với các lực lượng vũ trang Litva. Phát biểu vào hôm 29 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Laurinas Kaskunas cho biết rằng việc tăng cường sự hiện diện của NATO tại khu vực là rất quan trọng đối với an ninh của các nước vùng Baltic.
đồng thời kêu gọi triển khai nhiều các máy bay cũng như các hệ thống phòng không hơn tới Litva để tập trận. Hiện chưa rõ việc triển khai Patriot của Hà Lan ở Litva sẽ kéo dài đến mức nào. Một khẩu đội của hệ thống phòng không Patriot bao gồm nhiều đơn vị gắn trên xe tải, bao gồm năng lượng, radar, anten, điều khiển giao chiến và các phương tiện hỗ trợ khác, cũng như tối đa 8 bệ phóng với tên lửa đánh chặn. Việc triển khai sẽ diễn ra sau cuộc tập trận quân sự lớn nhất đang diễn ra của NATO trong nhiều thập kỷ. Steadfast Defender 2024 với sự tham gia của khoảng 90.000 quân, hơn 1.000 phương tiện chiến đấu, hơn 50 tàu hải quân, 80 máy bay trực thăng, máy bay không người lái và máy bay chiến đấu từ tất cả 32 quốc gia thành viên. Moscow cho rằng việc liên minh quân sự NATO do Mỹ đứng đầu tăng cường các cuộc tập trận trong thời gian gần đây thể hiện bản chất ngày càng hung hãn của khối này. Hồi đầu tháng 3, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev nói rằng cuộc tập trận đang chuẩn bị cho kịch bản đối đầu vũ trang với Nga, làm gia tăng căng thẳng và gây bất ổn tình hình thế giới. Ông Patrushev mô tả NATO là một công cụ quan trọng để Washington gây ảnh hưởng lên các quốc gia khác. Họ đã gây ra hơn 100 cuộc xung đột quân sự trên khắp thế giới và đang chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến mới, Thư ký Hội đồng An ninh Nga cho biết. Hàn Quốc mới đây đã cảnh báo rằng Triều Tiên đang chuẩn bị phóng một vệ tinh mới trong bối cảnh cuộc đua phóng vệ tinh trinh sát giữa Bình Nhưỡng và Seoul đang nóng lên. Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, Đại tá Hàn Quốc Lee Sung-jun, người phát ngôn của Tham mưu trưởng Liên quân cho biết, Triều Tiên đang chuẩn bị cho vụ phóng vệ tinh quân sự bổ sung. Ông Lee cũng đã đề cập thêm rằng các cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ đang theo dõi chặt chẽ các phong trào quân sự của Triều Tiên mà không chia sẻ chi tiết cụ thể. Theo hình ảnh của vệ tinh thì Triều Tiên đang chuẩn bị phóng tại trạm phóng vệ tinh Sohae. Căng thẳng đã leo thang trên bán đảo Triều Tiên khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từ bỏ việc tìm kiếm hòa giải với Hàn Quốc. Trọng tâm mới này được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng triển khai vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên trên quỹ đạo vào tháng 11 năm ngoái, sau khi phóng không thành công 2 lần vào đầu năm. Vụ phóng nằm trong kế hoạch triển khai thêm 3 vệ tinh trinh sát của Triều Tiên trong năm nay và đã nhận lại sự chỉ trích từ Washington và Seoul. Mỹ và Hàn Quốc đã tố cáo hành động này là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm hạn chế các chương trình tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. 38 North, một trang web chuyên về các vấn đề Triều Tiên báo cáo, hình ảnh vệ tinh thương mại cho thấy lượng lớn vật liệu màu xanh lam xuất hiện trên bệ phóng ven biển của Triều Tiên tại trạm phóng vệ tinh Sohae. Báo cáo của 38 North cho biết đã nhìn thấy vật liệu màu xanh lam rộng lớn được xếp theo hình chữ Y trên một dải đường băng dài 125m. Tháng 12 năm ngoái, Hàn Quốc đã phóng vệ tinh trinh sát đầu tiên từ căn cứ không quân Vandenberg ở California. Vệ tinh mới đã chuyển thành công hình ảnh của trung tâm Bình Nhưỡng vào đầu tháng này. Các nhà phân tích không gian gần đây đã quan sát thấy vệ tinh trinh sát đầu tiên của Triều Tiên Maliyang 1 đang điều chỉnh quỹ đạo, cho thấy vệ tinh này đang được kiểm soát hiệu quả. Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho rằng vệ tinh đã chụp được hình ảnh với các địa điểm quân sự và chính trị chiến lược ở Hàn Quốc, Mỹ và hơn thế nữa. Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tiếp đón người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tại Nhà Trắng vào ngày 9 tháng 5 sắp tới trong chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ tới Washington kể từ thời cựu Tổng thống Donald Trump. Mối quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, hai đồng minh của NATO, vốn căng thẳng từ lâu do khác biệt trong một loạt vấn đề, nhưng đã dần được cải thiện sau khi Ankara phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Thụy Điển vào tháng 1, chấm dứt 20 tháng trì hoãn khiến Washington không hài lòng. Tuy nhiên, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn những bất đồng, đặc biệt trong vấn đề ở phía bắc Syria, nơi lực lượng Mỹ liên minh với nhóm dân tộc thiểu số người Kurds mà Ankara chỉ định là tổ chức cực đoan, thường xuyên tiến hành các hoạt động chống phá xuyên biên giới. Trong khi đó, Washington cũng đã gây áp lực, thúc ép Ankara làm nhiều hơn nhằm đảm bảo các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga được thực thi đầy đủ ở Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia tiếp giáp ở cả Nga và Ukraine trên Biển Đen. Một quan chức Mỹ cho biết, Washington coi cuộc gặp mặt sắp tới là cơ hội để thuyết phục Tổng thống Erdogan đồng ý một lệnh cấm toàn diện việc trung chuyển của Thổ Nhĩ Kỳ các hàng hóa lưỡng dụng mà Nga đang sử dụng để phục vụ cho xung đột ở Ukraine. Kể từ khi đắc cử làm Tổng thống Mỹ vào năm 2020, ông Biden đã gặp gỡ ông Erdogan vài lần bên lề các hội nghị thượng đỉnh quốc tế và nói chuyện qua điện thoại. Thổ Nhĩ Kỳ đã thúc giục một cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo hai nước tại Nhà Trắng, nơi ông Erdogan từng đến thăm ông Trump vào năm 2019, người mà ông có mối quan hệ cá nhân tốt đẹp. Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận chuyến thăm tới Washington của ông Erdogan dự kiến diễn ra vào tháng 5, mô tả đây là cơ hội để hàn gắn và củng cố quan hệ song phương cũng như tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
bất chấp những bất đồng với sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Syria cũng như sự ủng hộ của Mỹ dành cho Israel trong cuộc chiến chống Hamas. Washington và Ankara gần đây đã đạt được một thỏa thuận vốn bị trì hoãn từ lâu để Thổ Nhĩ Kỳ mua máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ. Quan chức Mỹ cho biết chính quyền ông Biden đang xem xét liệu họ có thể đạt được cam kết từ Ankara trong chuyến thăm của ông Erdogan nhằm áp đặt lệnh cấm đối với hàng hóa đa dụng như hóa chất và vi mạch tích hợp đến Nga và các quốc gia được biết đến như điểm trung chuyển. Washington đã trừng phạt một số cá nhân và công ty Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm trong lĩnh vực vận tải biển, vì vi phạm lệnh trừng phạt. Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Ukraine nhưng phản đối các biện pháp trừng phạt của phương Tây lên Nga. Tuy nhiên, Ankara gần đây đã đạt được kế hoạch tuân thủ lệnh trừng phạt với Washington nhằm bảo các công ty Thổ Nhĩ Kỳ tránh bị trừng phạt thứ cấp khi làm việc với Nga. Theo thông tin từ Kyodo News, Nhật Bản và Trung Quốc mới đây đã tổ chức các cuộc đàm phán về vấn đề xả nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, trong các cuộc đàm phán được tổ chức tại Đại Liên, Đông Bắc Trung Quốc vào cuối tuần qua, hai bên đã đưa ra quan điểm của mình và trao đổi ý kiến về các vấn đề kỹ thuật liên quan đến việc xử lý nước thải. Đây là cuộc đối thoại Nhật Bản-Trung Quốc đầu tiên về vấn đề này được diễn ra công khai ở cấp độ chuyên gia. Phía Nhật Bản nhắc lại rằng việc xả nước nằm trong các hoạt động giám sát bức xạ an toàn. Tham gia cuộc đàm phán có các quan chức từ Bộ Ngoại giao, Kinh tế và Thương mại Nhật Bản, cũng như từ cơ quan quản lý hạt nhân và công ty điều hành nhà máy Tokyo Electric Power Company Holding, TEPCO. Phía Trung Quốc gồm có các chuyên gia đến từ các tổ chức nghiên cứu. Trong các cuộc đàm phán hồi tháng 11, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng ý tìm cách giải quyết vấn đề thông qua tham vấn và đối thoại. Nhật Bản đã bắt đầu xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy vào tháng 8 năm ngoái, gây ra phản ứng mạnh mẽ từ Trung Quốc. Các đảng đối lập ở Hàn Quốc và quốc đảo Solomon, Bắc Kinh đã cấm nhập khẩu hải sản từ Nhật Bản sau khi Tokyo tiếp tục kế hoạch xả nước. Nhà máy có hơn 1 triệu tấn nước thải đã qua xử lý và quá trình xả nước thải sẽ kéo dài 30 năm. Nhà máy này đã buộc phải đóng cửa sau khi phải đối mặt với thảm họa hạt nhân lớn nhất kể từ năm 1986 ở Chernobyl xảy ra sau trận động đất và sóng thần vào năm 2011. TEPCO vào tháng trước cho biết 5,5 tấn nước, ước tính chứa 22 tỷ becquerel chất phóng xạ, đã bị rò rỉ từ một tòa nhà chuyên xử lý nước bị ô nhiễm. TEPCO nói tiếp, vụ việc là do lỗi của công nhân nhưng không ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân viên hay môi trường bên ngoài nhà máy. Một quan chức cấp cao ở Bắc Kinh mới đây thông báo rằng Trung Quốc đã tăng cường yêu sách lãnh thổ của mình đối với một bang ở phía đông bắc Ấn Độ. Bang tranh chấp giữa Trung Quốc và Ấn Độ được New Delhi gọi là Arunachal Pradesh, trong khi đó Bắc Kinh gọi là Nam Tạng. Đại tá Ngô Khiêm, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc mới đây đã khẳng định rằng Nam Tạng là lãnh thổ của Trung Quốc từ thời cổ đại. Đây là một sự thật không thể phủ nhận. Trung Quốc nói rằng bang này là một phần của Nam Tạng. Ngoài ra, cũng đã đổi tên khu vực trên bản đồ chính thức và cấp thị thực riêng cho công dân Ấn Độ để khẳng định chủ quyền. Nhận xét của ông Ngô là phản ứng trực tiếp đối với chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến khu vực chiến lược này ở dãy Himalaya vào đầu tháng 3, khi ông Modi khánh thành đường hầm Sela vào ngày 9 tháng 3. Đường hầm này được coi là sự phát triển cơ sở hạ tầng quan trọng của Ấn Độ, thúc đẩy kết nối khu vực Ta Quang ở phía tây Arunachal Pradesh, nơi quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đụng độ vào tháng 12 năm 2022. Việc xây dựng bắt đầu vào tháng 10 năm 2020. Tuyên bố từ người phát ngôn quốc phòng của Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh hai nước đang thực hiện các hoạt động vô cùng căng thẳng dọc theo đường kiểm soát thực tế LAC dài 2.100 dặm. Trung Quốc và Ấn Độ đã bị cuốn vào cuộc đối đầu quân sự kéo dài 4 năm, bắt đầu sau khi quân đội của nước này tham gia vào cuộc cận chiến chết người đối với quân đội Ấn Độ vào tháng 6 năm 2020 tại thung lũng Galwan ở phía đông Lhaka, nằm ở phía rìa tây của LAC giáp với khu vực Tân Cương của Trung Quốc. Trong khi đó, Mỹ đã khiến Trung Quốc khó chịu bằng cách ủng hộ Ấn Độ trước những lời chỉ trích của Trung Quốc về đường hầm Sela. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Vaidhan Patel vào tuần trước cho biết, Mỹ công nhận Arunachal Pradesh là lãnh thổ của Ấn Độ và chúng tôi phản đối mạnh mẽ bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thúc đẩy yêu sách xâm lấn đường kiểm soát thực tế. Trả lời Mỹ, ông Ngô cho biết, Mỹ có lịch sử thường xuyên kích động tranh chấp với các quốc gia khác theo đuổi lợi ích của riêng mình và cộng đồng quốc tế thấy rõ điều này. Đầu tháng này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chỉ trích Mỹ vì đã lên tiếng về căng thẳng biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lâm Kiến cho biết,
Trung Quốc cực kỳ lấy làm tiếc và kiên quyết phản đối điều này. Ranh giới Trung Quốc-Ấn Độ chưa bao giờ được phân định. Nam Tạng luôn là phần lãnh thổ của Trung Quốc. Đây là sự thật cơ bản không thể phủ nhận. Ông Lâm nói thêm, vấn đề biên giới giữa Trung Quốc-Ấn Độ là vấn đề giữa hai nước và không liên quan gì đến Mỹ. Truyền thông nhà nước Trung Quốc mới đây đã cảnh báo Philippines, một đồng minh của Mỹ, trong bài xã luận được công bố vào cuối tuần qua rằng Philippines sẽ phải chịu tổn thất khi căng thẳng ở Biển Đông gia tăng. Thứ Bảy tuần trước, tàu tiếp tế Unaiza của Philippines và các tàu hộ tống bảo vệ bờ biển của nước này đã bị lực lượng Trung Quốc chặn lại và phun vòi rồng trong quá trình vận chuyển đồ tiếp tế ở bãi Cỏ Mây. Theo Manila, vòi rồng đã chặn tàu tiếp tế và gây ra nhiều thương tích cho những người trên tàu. Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc khẳng định hành động này là hợp lý, hợp pháp và cần thiết để Bắc Kinh bảo vệ quyền lợi của mình. Những bình luận này tương tự với tuyên bố của người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Ngô Khiêm vào hôm 31 tháng 3 khi ông nói rằng cảnh sát biển Trung Quốc đã ngăn chặn và xua đuổi các tàu của Philippines theo luật và quy định, đồng thời kiên quyết đập tan những nỗ lực của Philippines trong việc xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc. Thời báo Hoàn Cầu đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. khi Tổng thống nói trên mạng xã hội vào tuần qua rằng Manila sẽ đưa ra các biện pháp đối phó tương xứng, có chủ ý và hợp lý khi đối mặt với các cuộc tấn công của lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc và đảng quân hàng hải Trung Quốc. Trong bài xã luận, Thời báo Hoàn Cầu cũng tuyên bố rằng sự ủng hộ của Mỹ đối với Philippines đã thúc đẩy nước này kháng cự lại một đối thủ mạnh hơn mình. Trước đó, trong cuộc gọi với người đồng cấp Philippines Gilberto Teodoro, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Lloyd Austin đã tái khẳng định rằng hiệp ước phòng thủ tương hỗ Mỹ-Philippines sẽ mở rộng đến bất kỳ nơi nào ở Thái Bình Dương, bao gồm cả ở Biển Đông. Thời báo Hoàn Cầu đã viết rằng Philippines đang ở một vị trí rất nguy hiểm và cảnh báo rằng những lời hứa của Mỹ tuy nghe to lớn nhưng có rất ít giá trị. Bài xã luận ghi rõ ràng là Washington sẽ không chiến đấu vì Philippines ở Biển Đông nếu đến một ngày mà xung đột vô tình nổ ra thì Manila sẽ phải chịu tổn thất. Khi được hỏi liệu Mỹ có cung cấp tàu hộ tống hải quân hoặc cảnh sát biển đến Philippines hay không, một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, tôi không có bình luận nào về các hoạt động trong tương lai, nhưng chúng tôi đã rất rõ ràng rằng trước các mối quan hệ hiện nay, chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh với một trong những đồng minh lâu đời nhất của mình. Mỹ cam kết duy trì khả năng răn đe, hòa bình và ổn định, và chúng tôi cũng cam kết sẽ thực hiện điều này cùng với các đồng minh và đối tác. Tờ báo Trung Quốc cũng cáo buộc Philippines đang khiến mối quan hệ của hai nước trở nên căng thẳng. Tờ này viết, sự leo thang căng thẳng ở Biển Đông không phải là điều mà các quốc gia yêu chuộng hòa bình và ổn định khu vực muốn nhìn thấy, do đó tất cả các bên cần phải kiềm chế. Thời báo Hoàn Cầu cũng khẳng định rằng Trung Quốc luôn kiềm chế và kiên nhẫn đối với Philippines và mối quan hệ giữa hai nước đang ở một thời điểm quan trọng, đòi hỏi hành động hợp lý và tỉnh táo. Philippines phải hành động thận trọng về việc nên lựa chọn con đường như thế nào. Theo thông tin từ Reuters, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa qua đã sửa đổi các quy tắc để ngăn Trung Quốc tiếp cận chip và công cụ sản xuất chip trí tuệ nhân tạo AI của Mỹ. Việc này nằm một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm cản trở ngành sản xuất chip của Bắc Kinh do những lo ngại về an ninh quốc gia. Các quy tắc vốn đã được tung ra vào tháng 10 năm ngoái, ngừng vận chuyển các chip AI tiên tiến do Nvidia sản xuất đến Trung Quốc. Giữa lúc Washington lo ngại, lĩnh vực công nghệ tiên tiến của họ có thể đem lại lợi ích cho quân đội Trung Quốc. Các quy tắc mới dài 166 trang và có hiệu lực vào ngày 28 tháng 3 vừa qua. Bộ Thương mại Mỹ, nơi giám sát việc kiểm soát xuất khẩu, cho biết họ có kế hoạch tiếp tục cập nhật các hạn chế đối với việc vận chuyển công nghệ đến Trung Quốc giữa lúc đang củng cố và tinh chỉnh các biện pháp. AFP đưa tin Trung Quốc cuối tuần qua đã cam kết tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Sri Lanka khi thủ tướng của quốc đảo này đang gặp khủng hoảng kinh tế. Chuyến thăm Bắc Kinh này nhằm nỗ lực hoàn tất thỏa thuận tái cơ cấu nợ. Thủ tướng Sri Lanka Dinesh Gunawardena đã thăm Trung Quốc từ ngày 25 tới ngày 30 tháng 3, gặp Chủ tịch Tập Cận Bình và tham dự diễn đàn châu Á-Bắc Ngao. Sự kiện này do Trung Quốc và 25 quốc gia khác trong khu vực khởi xướng vào năm 2000, nhằm hướng tới một diễn đàn châu Á ngang tầm với Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ. Cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài nhiều năm ở Sri Lanka là trọng tâm của chương trình nghị sự trong chuyến đi lần này của ông Gunawardena đến Trung Quốc, chủ nợ lớn nhất và hiện chiếm 10% tổng nợ nước ngoài của quốc gia Nam Á này.
Trong một tuyên bố song phương, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ các tổ chức tài chính của mình tích cực tham gia các cuộc đàm phán với Sri Lanka, duy trì liên lạc thân thiện với chủ nợ khác, đóng vai trò tích cực trong các hoạt động của Quỹ tiền tệ quốc tế và giúp Sri Lanka vượt qua khó khăn tài chính. Hai bên nhất trí thực hiện mọi nỗ lực để thúc đẩy dự án phát triển thành phố cảng Colombo và Hambantota, biến chúng thành các dự án hàng đầu trong hợp tác xây dựng sáng kiến vành đai và con đường giữa Trung Quốc và Sri Lanka. Cảng biển phía nam Hambantota được coi là một trong những dự án voi trắng được khởi xướng bởi cựu Tổng thống Mahinda Rajapaksa, người đã lãnh đạo Sri Lanka trong một thập kỷ cho đến năm 2015. Ông Rajapaksa đã vay một lượng lớn tiền từ Trung Quốc để thực hiện các dự án mà nhiều người chỉ trích là bẫy nợ, dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử Sri Lanka. Vào năm 2017, Sri Lanka không thể trả khoản vay lớn từ Trung Quốc để xây dựng cảng Hambantota. Do đó, nước này đã chuyển giao cảng cho Tập đoàn Thương gia Trung Quốc, một doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước, với giá khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ trong một hợp đồng thuê kéo dài 99 năm. Quốc đảo trên Ấn Độ Dương tuyên bố vỡ nợ vào tháng 4 năm 2022, sau khi nước này cạn kiệt ngoại hối để thanh toán các đơn hàng nhập khẩu thiết yếu nhất như thực phẩm, nhiên liệu và thuốc men, dẫn đến tình trạng bất ổn xã hội lan rộng. Sri Lanka nhận được gói cứu trợ trị giá gần 3 tỷ đô la Mỹ từ Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vào năm ngoái, với điều kiện Colombo phải đạt được một thỏa thuận về tái cơ cấu nợ với các chủ nợ nước ngoài. Trung Quốc đã đồng ý một đề xuất cơ cấu lại khoản nợ của Sri Lanka vào tháng 12, tuy nhiên cả Colombo và Bắc Kinh đều chưa công bố thông tin chi tiết và hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Chính phủ Sri Lanka hồi tháng 1 thông báo họ sẽ hoàn tất việc cơ cấu lại nợ nước ngoài vào đầu tháng 4. Hải quân Ấn Độ cho biết họ đã giải thoát 23 thủy thủ đoàn trên một tàu đánh cá Iran bị cướp biển bắt giữ ngoài khơi Somalia. Đoạn video do Hải quân Ấn Độ công bố hôm thứ Bảy, 30 tháng 3 cho thấy tàu đánh cá bị bao vây trên biển bởi một số tàu nhỏ hơn. Hải quân Ấn Độ cũng công bố những bức ảnh mà họ nói là cướp biển bị bắt giữ trên tàu. Trước đó, Hải quân Ấn Độ cho biết tàu Al-Kamba 786 đang ở phía tây nam đảo Socotra của Yemen trên biển Ả Rập. Vào ngày 28 tháng 3 thì bị 9 tên cướp biển đột kích. Sau đó, con tàu đã bị các tàu INS Sumatra và INS Chitthuy của Hải quân Ấn Độ chặn lại, dẫn đến hơn 12 giờ áp dụng các biện pháp chiến thuật cưỡng chế căng thẳng, buộc bọn cướp biển phải đầu hàng. Hải quân Ấn Độ cho biết 9 tên cướp biển đang được đưa đến Ấn Độ theo luật chống cướp biển. Thống đốc bang Maryland, Mỹ, ông Westmore nói với các phóng viên rằng các cần cẩu và nguồn lực bổ sung đang được triển khai để bắt đầu dọn dẹp đống đổ nát khổng lồ do vụ sập cầu Francis Scott Key hồi đầu tuần này. Theo Reuters, hệ thống cần cẩu lớn nhất ở bờ đông Hoa Kỳ đã hiện ra cao chót vót trên cảng Baltimore từ hôm 29 tháng 3, sẵn sàng bắt đầu dọn dẹp đống đổ nát của cầu Francis Scott Key. Vài ngày sau khi một tàu chở hàng đâm vào công trình khiến nó bị sập và 6 người thiệt mạng, các đội cứu hộ vẫn đang khảo sát thiệt hại. Theo phát ngôn viên Carmen Carver của Tuần Duyên Hoa Kỳ, cần cẩu với sức nâng lên tới 1.000 tấn đã đến khu vực vào tối thứ Năm và bắt đầu kéo các mảnh vỡ ra khỏi mặt nước vào sáng thứ Bảy. Cần cẩu thứ hai đang được di chuyển và dự kiến sẽ sớm để đến hỗ trợ nỗ lực này. Chính quyền tiểu bang và liên bang đang tập trung vào việc dọn dẹp ở khu vực cảng đông đúc, sau đó xây dựng lại cây cầu bị sập. Các thợ lặn đã tìm thấy thi thể của hai công nhân xây dựng bị rơi xuống sông vào thời điểm xảy ra vụ va chạm. 4 người còn lại vẫn chưa được tìm thấy. Tất cả đều là người nhập cư từ Mexico và Trung Mỹ. Theo báo cáo của Moody's, việc thay thế cây cầu 47 tuổi có thể sẽ cần nhiều năm làm việc. Dù vậy, cảng Baltimore gần đây có hoạt động vượt qua mức trước đại dịch sẽ có thể mở cửa trở lại trong vòng vài tuần nữa nếu các mảnh vỡ nhanh chóng được loại bỏ, giới chức cho biết. Đài RT đưa tin, lực lượng tuần tra bang Oklahoma, Mỹ đã đóng cửa một đường cao tốc sau khi một xà lan đâm vào cầu US-59 bắc qua sông Arkansas vào hôm thứ Bảy 30 tháng 3 theo giờ địa phương. Cơ quan thực thi pháp sẽ điều hướng giao thông ra khỏi khu vực về phía nam thành phố Sallisaw cho đến khi hoàn tất kiểm tra cấu trúc cây cầu. AFP dẫn lời người phát ngôn lực lượng cảnh sát Tara Stewart cho biết không có báo cáo về thương vong trong vụ việc. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ va chạm. Sự cố xảy ra chưa đầy một tuần sau khi tàu container Dali treo cờ Singapore đâm sập cầu Francis Scott Key ở thành phố Baltimore thuộc bang Maryland làm 6 người thiệt mạng,
tàu chở hàng đã va chạm với trụ cột công trình dài khoảng 2,6 km vào đầu hôm thứ Ba tuần trước, ngày 26 tháng 3, khiến nhiều nhịp cầu rơi xuống sông, cuốn theo phương tiện và người. Công tác dọn dẹp mảnh vỡ của cầu Francis Scott Key đang được tiến hành, mở ra hy vọng giải quyết sự cố mà thống đốc bang Maryland Westmore mô tả là thảm họa kinh tế. Chiếc cần cầu nổi được mô tả là lớn nhất khu vực bờ đông nước Mỹ đã xuất hiện ở hiện trường vụ sập cầu vào cuối tuần qua. Sau khi 60 triệu đô la Mỹ được duyệt chi để giải tỏa lối vào cảng Baltimore, một trong những cảng huyết mạch của Mỹ, tờ Washington Post ước tính chi phí để xây dựng một cây cầu hoàn toàn mới có thể lên tới 1 tỷ đô la Mỹ. Ngọn lửa màu cam khổng lồ đã bao trùm kho đạn của quân đội ở Pelsai, ngoại ô thủ đô Jakarta, Indonesia vào tối hôm thứ Bảy ngày 30 tháng 3 theo giờ địa phương, gây ra hàng loạt vụ nổ với những đám khói lớn cuồn cuộn bốc lên bầu trời, có thể nghe và nhìn thấy cách đó vài km. Ông Christomi Shianturi, một quan chức quân đội, thông tin rằng vụ việc xảy ra lúc 18 giờ 30 phút theo giờ địa phương. Chính quyền đã sơ tán cư dân ở các khu vực lân cận, đồng thời khuyến cáo người dân không nhặt hay chạm vào bất kỳ đồ vật nào bị vụ nổ bay ra ngoài. Trong khi đó, ông Mohammed Hassan, một quan chức quân đội khác, nói với phóng viên tại hiện trường rằng không có ai thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ việc. Ông cho biết đám cháy bùng lên tại cơ sở được sử dụng để lưu trữ đạn dược đã hết hạn sử dụng. Những đạn dược này có chứa các chất hóa học và có thể đã xảy ra sự ma sát dẫn tới hỏa hoạn, vị quan chức nói thêm. Theo Reuters, 8 người di cư Trung Quốc vừa được phát hiện đã chết sau khi con tàu chở họ bị lật ngoài khơi bờ biển bang Oaxaca, miền nam Mexico. Văn phòng công tố bang cho biết thi thể của 7 phụ nữ và một người đàn ông đã trôi dạt vào bãi biển Vincent gần eo biển Isthmo de Tehuantepec. Các nạn nhân di chuyển trên một con tàu khởi hành từ thành phố Tapachula nằm ở cực đông nam của bang Chiapas, Mexico, giáp biên giới Guatemala và Thái Bình Dương, được hướng dẫn bởi một công dân Mexico. Được điều khiển bởi một công dân Mexico, phương tiện sau đó bị lật úp khiến những người trên tàu rơi xuống biển và chỉ có một người di cư sống sót. Hiện vẫn chưa xác định được danh tính các nạn nhân, nhà chức trách đang phối hợp với Đại sứ quán Trung Quốc tại Mexico để làm rõ thông tin về những người gặp nạn. Hôm Chủ nhật ngày 31 tháng 3, các tín đồ Cơ đốc giáo đã tham dự thánh lễ phục sinh tại nhà thờ Mộ Thánh ở thành phố cổ Jerusalem. Thánh lễ được Thượng phụ Latin Jerusalem Pier Battista Bizzabala cử hành. Nhà thờ Mộ Thánh nằm ở trung tâm khu phố Cơ Đốc giáo, phía đông thành phố cổ Jerusalem, nơi bị Israel chiếm đóng trong cuộc chiến vào năm 1967 và sau đó tuyên bố chủ quyền. Địa điểm này được tôn kính như đồi sọ, nơi Chúa Giê-xu bị đóng đinh vào thập giá và cũng được cho là nơi mà Chúa Giê-xu được mai táng và đến ngày thứ ba thì ông sống lại. Nhà thờ này là điểm viếng thăm thu hút nhiều tín đồ Cơ Đốc giáo đến hành hương ít nhất từ thế kỷ thứ tư. Ngày nay, nhà thờ Mộ Thánh được dùng làm tòa thượng phụ Jerusalem thuộc chính thống giáo Hy Lạp, trong khi quyền kiểm soát nhà thờ được chia sẻ giữa nhiều giáo hội Cơ Đốc giáo khác nhau, như chính thống giáo Đông Phương, chính thống giáo Cổ Đông Phương và giáo hội Công giáo Roma. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới hôm nay của chúng tôi ngày hôm nay. Xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.